kiếp này. Kiếp như này này. Kiếp tài cảm như này này. Đứng lên đi. Chưa từ từ. Hay là giống thầy cơ hôn á. Chỉ có hai trả quà, chỉ có hai cái này thôi. Và nhận ba cái kẹt đó đó. Hay thật. Rồi cái này là cái event free cup của Yungi đây. Đây là cái
mà các bạn kia nhận cho mình đó. Và hai kẹt này đây cũng ổn nè, cũng đẹp. Bạn nó nhận cho mình là Scott thứ 38 là không có strip. Tiếp theo đó là cup holder vải nha, của chị, của chị Dơi. Thì cái quà của ở đó chị bọn bạn là có như đây thôi nè. Đây và một cái slogan giấy. Đây là kẹt, kiểu như kẹt, từ từ để mình kẹt sao ta, kẹt bolero, đúng rồi, đây nè. Dữ ha. Đây mình tưởng là cái chị kia, chị kêu chị mà nhân viên ở đó, người ta nói là chọn trong bốn loại nước trên cái hình á, là người ta ghi lên đây nè đó. Xong rồi cha kia quy là cái hình của Jun Gi, cũng là cái lúc mà DNA luôn, kiểu như chụp hình giống vậy nè. Xong rồi mình mới chọn là cha kia quy ai về đâu phải, kiểu như nó tượng trưng thôi. Và cái này nữa, từ đây siêu đẹp luôn. Mỗi slot là có hai cái. Một cái cúp vải nè, hình như cái này là khô sắt đó. Nhưng mà mình hơi sợ, tại vì cái này mình cảm thấy nó hơi kiểu như là nó hơi mỏng á, cái dây á, nên là mình hơi sợ nó tự nhiên đang đeo cái nó đứt á. Và đây là quà check in. Đây đây rất là đẹp nha mọi người, trơn khô sắt đẹp không. Ok bây giờ chúng ta sẽ tới La Luna. La Luna cái này là quà, cái này là set quà của Off. Off là phải có slot mới có nha, mới có set quà này được. Thì La Luna hơi lạ một cái là hôm đó kiểu như là mình lên La Luna là lúc mấy giờ ta, 3 giờ mấy. Đây sao nó lại ngược hết rồi, hơi bị nhiều. Đây nữa. Kiểu như là mình hôm đó mình lên La Luna là trời là khoảng 3 giờ mấy, nên là kiểu như mình có điện phone của chị bộ nhột nữa, nhưng mà kiểu như là lúc đó chưa có không đeo hay sao á. Đây là tên blog của event này nè, event La Luna. Để mình cho các bạn xem, mình nói thật à, cái này siêu đẹp đúng á, thật luôn. Kiểu như hôm nay nó cứ mờ mờ ha mọi người, tại vì mình mua thêm một ly nước ở dưới nữa nên là mình được tặng thêm một cái này đó. Đây là bookmark. Đúng rồi. Chưa thấy cái này là free luôn nha mọi người. Đây là off free á. Và nó vẫn không zoom vào. Thật luôn. Chả hiểu hôm nay điện thoại bị làm sao nữa. Đó, các bạn có thấy đẹp không? Siêu đẹp luôn cái hình này. Cái này kiểu như là hình con mèo luôn á. Công nhận. Tiếp theo đó là hai cái tấm bolero này. Đó. Và một cái banner. Và đây nữa. Trời đất ơi, tại sao thế? Đây, trời ơi, đẹp lắm. Và một cái bánh nè mọi người. Trời, cái bánh này nó bị dính tè le luôn. Và một cái sticker. Và một tấm bolero của Jun Gi nè. Trời, cái này siêu xinh luôn á. Và một set kẹt. Mình cũng không biết sao, hình như là bị lỗi hay không, bị nhầm á. Đó, hay gì á. Mà mình được nhận hai tấm này luôn. Đây, đằng sau của nó nè. Miên Jun Gi kiểu như là đẹp quá ha. Xong. Thì tiếp theo La Luna đã xong rồi, mình sẽ để qua, để vào đây lại nha. Thì tiếp theo đó là ngày chủ nhật, thì mình chỉ nhận được có hai cái này thôi. Thì vì mình hơi bực bội một tí là kiểu như mấy chị staff, mấy bà đã bảo, mấy chị đó đã nói là không có áp dụng những app giao hàng, là cái set quà là hai kẹt Instagram, một kẹt Jun Gi nhỏ và một gì ta, một set sticker là không có áp dụng, không áp dụng cho những cái người kiểu như là mình đặt vô việc lên mua nước là không có áp dụng để lên lầu và lấy quà kiểu vậy. Nên là mình nhờ Ron lấy cho mình kiểu mua nước sao coi nè, ship về mà kiểu như là nó bị ướt luôn á, coi nè, xấu mắt luôn rồi, được gì đâu đó. Đến rồi nói là không áp dụng cho app giao hàng nha, mà bây giờ mình nhờ bạn mình nhờ anh Ron mua giùm, vẫn không cho lấy luôn, kiểu đúng gắt luôn á. Bởi vì từ nãy giờ mình hơi bức xúc thật luôn, bực bội thật. Xong rồi, rồi cái này là còn một cái cúp holder nữa nhưng mà chưa cắt luôn mọi người. Anh Ron là người đứng đầu tiên xếp hàng á, chưa cắt luôn, để ba cái chung vậy đó. Giờ biết sao giờ, anh đã giữ luôn rồi, thiệt luôn á. Xong rồi, bye bye mọi người.